Xin chào cả nhà và vẫn tiếp tục mọi người giống như bác sĩ vừa mới tư vấn cho vị khách hàng thôi. Vị khách hàng này vị khách hàng đã từng thực hiện dịch vụ nâng cấp phòng 1 tại Thẩm mỹ Hoàng Cương cách đây mấy tháng? 2 tháng này. 2 tháng rồi và ngày hôm nay vị khách hàng này tin nhân tiện có em ở Hải Phòng đúng không? Nhân tiện có công việc đi lên Hà Nội và cũng ghé vào thăm bác sĩ Hoàng Cương luôn và rất may mắn, rất happy là rất may mắn cho bác sĩ là vẫn được vào vị khách hàng này rất happy. Có thể là chia sẻ một vài cái cảm nhận và một vài con người của mình thôi đó, không sao, em kéo cái khẩu trang lên cho đấy, thế là được, xong chưa? Rồi sau khi làm được 2 tháng thì bây giờ công việc của em như thế nào? Ổn định. Còn có bao giờ em quên mất là trong người mình có tính ngực chưa? Sau 2 tháng thì ngực sẽ gần như ổn định rồi. Vâng. Nó một khi nó nằm ổn định, nó nằm bên trong người giống như một cái cấy rất nhỏ nhỏ thôi. Nhiều người mà gọi là cái cấy que tránh thai vân vân nói rằng là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bất cứ cái công việc hàng ngày của mình. Do đó nên trong một giây phút nào đó mình coi như là cái, có ngực tự nhiên, ngực hoàn toàn là của mình chứ chẳng phải là ngực nhân tạo nữa. Ý là anh hỏi vấn đề này có nhiều không? Vâng. Ok. Em là gia đình chưa nhỉ? Vâng. Chưa. Thế em đi đường nào nhỉ? Em đi đường chân ngực à? Đường chân ngực bây giờ là 2 tháng, thế sẹo của anh tình bây giờ thế nào? Sẹo ok. Tất cả mọi thứ thì bạn bè, anh em, bạn bè, em chưa lập gia đình nhỉ? Vâng. Chưa lập gia đình. Thế bạn bè của em có nhìn cái ngực của em không? Cái mình của vòng 1 không? Có nhận xét như thế nào về vòng 1 mới của mình? Tự nhiên. Tự nhiên. Không giống như giả. Ok rồi. Em có thể hờ hững một chút xíu được không? Cái bộ mà giống được như này. Ok. Đấy. Ok rồi, xong em cứ để như thế này thôi. Ok xong rồi. Áo ngực này là cái bra này là bra có gọng hay không gọng? Không gọng. Không gọng. Ừ. Sau khi làm nhất tuyệt đối nên cái mặt không gọng là được. Vì bản thân hình thái ngực nó lên rất đẹp rồi, không phải có gọng để mà dồn thế là đẩy gì nữa cả nhá. Ok. Và đây vị khách hàng của chúng tôi sau 2 tháng sử dụng dịch vụ, hiện tại khuôn ngực đã vô cùng tự nhiên, vô cùng tự nhiên và gần như không ai có thể phát hiện được ra đây là ngực đã nâng. Mặc dù vị em đặt túi bao nhiêu nhỉ? 375. Wow, 375. Chứng tỏ em cao cũng phải tầm 1m7. Vâng, 1m7. 1m7 bạn đặt túi 375 đối với một bạn gái chưa sinh và chưa lập gia đình, thì nói chung là đây vẫn là thể tích tương đối là tự nhiên. Nếu muốn thì bác sĩ vẫn có thể là nâng to hơn một chút xíu nữa được. Tuy nhiên thôi cứ tự nhiên cho nó lâu dài và ổn định đó. Em có thể sửa nắng một chút xíu cho anh xem cái cảm nhận về cái ngực nó mềm mại hay như thế nào không? Vâng, mềm. Rất mềm không? Ok. Đó là một vài cảm nhận thực tế của khách hàng của chúng tôi. Hiện tại ngực rất tự nhiên, rất mềm, gần như không thể phát hiện ra đây là một bộ ngực giả, đúng không nhỉ? Ok, đó. Rồi, gì nói nhỉ? Xong rồi, anh cảm ơn em đã đến khám lại theo hẹn nhá. Và chúng ta sẽ còn phải theo gặp nhau nhiều, còn theo dõi lâu dài nữa. Nói chung sau 1 năm nếu ổn định thì sẽ là tuyệt vời nhất. Đấy, sau 1 năm mới có thể nói được. Rồi, và rất cảm ơn em đã happy có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận đối với sau khi thực hiện dịch vụ nâng cấp phòng 1. Rất nhiều người cần, mọi người rất cần những ý kiến của những người đi trước để có thể tham khảo và đỡ tăng thêm động lực. Em hiểu không? Ok. Rồi, chương trình tường thuật trực tiếp xin kết thúc tại đây. Giống như bác sĩ cũng trao đổi thôi. Những ai đã từng trải nghiệm dịch vụ và sẽ có những cái nhìn khách quan nhất, không phải lời từ bác sĩ, không phải từ lời từ nhân viên y tế và nhân viên tư vấn vân vân. Chính những người đã từng trải nghiệm dịch vụ mới là những có cái ý kiến khách quan nhất. Vậy thì một vài ý kiến khách quan vừa rồi thì cũng có thể đã tăng thêm động lực cho các bạn trong vấn đề về đặt mục tiêu phải làm đẹp, phải nâng cấp cho mình để mình có thể tăng thêm sự tự tin, tăng thêm thẩm mỹ trong cuộc sống hàng ngày. Sẽ có giúp ích rất cho các bạn rất nhiều trong được công việc cũng như về hạnh phúc gia đình vân vân.
Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã quan tâm đến Thẩm mỹ Hoàng Cương và luôn luôn dành những lời khen cũng như ngợi cũng như lời ủng hộ đối với Thẩm mỹ Hoàng Cương của chúng tôi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình thủ thuật trực tiếp lần sau. Xin chào.